Tôi đại diện viện kiểm sát. Tôi là luật sư Hồ Nguyên Lễ. Thành viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tín Nghĩa thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đến phiên tòa hôm nay là để tham gia tố tụng bào chữa cho bốn bị cáo. Tôi xin hỏi hội đồng xét xử là xin phép tôi bào chữa luôn cho bốn bị cáo, vì trong cái bài phát biểu tôi là dành hết cho bốn bị cáo. Xin hội đồng xử cho ý kiến ạ. Luật sư bào chữa luôn cho bốn bị cáo đúng không? Ba bị cáo thì sao, đứng đây đi. Các bị cáo đề nghị luật sư bào chữa trước hay là các bị cáo bào chữa? Luật sư bào chữa đúng không? Ba bị cáo ngồi xuống. Luật sư làm việc đi. Thưa hội đồng xét xử, thưa đại diện viện kiểm sát, thưa các luật sư đồng nghiệp, thưa tất cả các vị đang dự phiên tòa. Tôi đến đây với tư cách bào chữa cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng, cho bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, cho bị cáo Lê Thị Thu Hà, cho bị cáo Quỳnh Công Tân. Thưa tất cả quý vị, đây là một vụ án đặc biệt, lần đầu tiên xử lý một vụ án được xem gọi là live stream trên mạng xã hội. Sau đây tôi xin phát biểu bảo vệ quyền lợi hợp pháp bào chữa cho các bị cáo như sau. Vào ngày 17 tháng 8 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng số 445 thay thế cho cáo trạng 236 truy tố các bị can Nguyễn Phương Hằng, bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, bị can Lê Thị Thu Hà, bị can Quỳnh Công Tân. Và tòa vẫn đảm bảo luật sư, tòa vẫn đảm bảo thời gian cho luật sư. Tuy nhiên chủ tọa lưu ý thế này nè, đối với bị cáo Hằng và ba bị cáo là nhân viên của bị cáo Hằng, tại tòa ngày hôm nay các bị cáo đều thừa nhận hành vi cáo trạng truy tố, không oan sai và đều xem xét. Luật sư tập trung vào cái phần mà các bị cáo nhìn nhận để tránh mất thời gian cũng như tránh bất lợi cho các bị cáo. Tập trung thứ nhất là thống nhất quan điểm truy tố về tội danh hay không, thứ hai nếu thống nhất thì đề nghị xem xét vấn đề gì, tập trung ngắn gọn. Thưa đồng xử, tôi đã nắm được vấn đề và tôi xin trình bày. Thưa đồng xử, với cáo trạng của viện kiểm sát đã xác định tội danh của các bị cáo là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại khoản 2 điều 331 của luật hình sự. Tuy nhiên thì các đương sự đều hầu hết gồm có như là ông bà Võ Nguyễn Hội Linh, Nguyễn Thị Mỹ Quang, Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thị Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng, Đinh Thị Lan, Trương Việt Hà, thì hầu hết đều có nội dung xác định bị cáo là có hành vi là làm nhục người khác. Tuy nhiên, căn cứ theo hồ sơ vụ án, chúng tôi thấy rằng về mặt hành vi khách quan của tội phạm, các thân chủ tôi chỉ dùng lời nói, bình luận, phản ứng lại đối với những người liên quan, bởi họ đã có lời nói, bình luận trên không gian mạng đối với các thân chủ của tôi. Các thân chủ của tôi đã tự thực hiện hành vi, lời nói, bình luận của mình thông qua Internet, coi như đó là một phương tiện để thực hiện hành vi. Về mặt khách thể tội phạm, hành vi khách quan của các thân chủ tôi là xúc phạm nghiêm trọng đến các uy tín những người mà họ đã có những lời nói trước xúc phạm tới thân chủ của tôi. Về mặt chủ quan thì xuất phát từ các phát ngôn hay hành động không chuẩn mực của một số người liên quan và cũng có dấu hiệu xâm hại đến uy tín danh dự của cá nhân thân chủ của tôi và bị các bị cáo, quỹ từ thiện Hàng Hữu và công ty cổ phần Đại Nam, nên làm cho thân chủ tôi và bị cáo Hằng có phần nào bị kích động dẫn đến hành vi vi phạm như cáo trạng đã nêu. Về mặt chủ quan, tôi kính đề nghị hội đồng xét xử xem xét đánh giá toàn diện hành vi của các thân chủ và xác định rõ tội phạm để có công tác đúng quy định. Về những vấn đề đánh giá về vai trò đồng phạm và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, về tính chất vụ án, hành động của các bị cáo đơn thuần là xuất phát từ các mâu thuẫn cá nhân thông qua việc đấu khẩu trên mạng xã hội. Trong đó chúng tôi cũng
cần nhấn mạnh rằng ở đây, tại phiên tòa này, chúng tôi không muốn làm nặng nề thêm vụ án, không muốn thêm tình tiết đấu khẩu giữa các bên, mà chúng tôi vẫn chỉ nhắc lại cho hội đồng xét xử và viện kiểm sát thấy rằng là không phải tự nhiên thân chủ tôi có những phát ngôn trên mạng như vậy. Bởi lẽ hầu hết những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ở đây đều là những người phát ngôn chính đối với xâm hại đến cái quyền lợi hợp pháp của thân chủ tôi, ngoại trừ là từ cái việc và thân chủ tôi muốn đi tố cáo hành vi của ông Võ Hồng Yên đã chiếm đoạt tiền của bị cáo, và cũng kêu gọi nghệ sĩ Hoài Linh có một sự đồng cảm để lên tiếng cùng bị cáo. Tuy nhiên sau đó thì chính vì bị cáo cũng đã cảnh báo đối với chính ông Hoài Linh về cái việc mà không giải ngân khoản tiền 14 tỷ đối với tiền từ thiện. Sau đó thì chính nghệ sĩ Hoài Linh thì cũng đã giải ngân 14 tỷ cái tiền từ thiện này. Như vậy là hành vi nói của bị cáo tôi là có đúng và đúng sự thật. Tuy nhiên, đối với những người liên quan đã có những hành vi trước đối với bị cáo, cho nên là bị cáo đã phải thực hiện cái việc phản kháng, phản ứng của mình đối với những cái việc mà gây hại cho bị cáo. Cụ thể như có người đã yêu cầu là bị cáo phải đem con của mình ra để đi xét nghiệm ADN với 20 người khác. Hành vi này liệu rằng có xâm hại đến uy tín danh dự của bị cáo hay không? Hoặc là khi bị cáo thực hiện cái việc tài trợ về oxy đối với các phòng chống dịch thì lại có người lên đòi cách ly Đại Nam ra, không được sử dụng oxy của Đại Nam sản xuất. Hoặc là khi công ty Đại Nam sản xuất căn y tế thì lại yêu cầu phải xác định giám định căn y tế để đảm bảo cái việc tác hại của căn y tế như thế nào. Những lời nói đó trong thời cảnh dịch thì rất là nguy hiểm, tác động hầu hết đến danh dự uy tín của bị cáo. Và đồng thời bị cáo cũng là quỹ giám đốc của cái quỹ từ thiện hàng ngũ, nhưng lại đi xâm hại về cái công tác từ thiện của quỹ hàng ngũ, xâm hại tới sự yêu thích, xâm hại tới cái sự tự nguyện của bị cáo đối với cái công việc mình đang làm. Và có người lên lập hẳn một kênh YouTube là nói rằng là bà Hằng đang đi trốn nợ, rồi ông Dũng đã cãi nhau và đánh bà Hằng, đuổi bà Hằng đi. Đặc biệt là công ty Đại Nam đã bị đổi chủ, nợ hơn 17.000 tỷ. Những câu nói này, những hành động này đã tác động tới bị cáo. Thứ hai về mặt đồng phạm của các bị cáo, đây là vụ án đồng phạm giản đơn. Ngoài bị cáo Hằng ra thì các bị cáo Như Nhi, Hà và Tân đều tham gia với vai trò là giản đơn, bởi họ là những người làm công ăn lương, sống phụ thuộc, không tự mình thực hiện hành vi mà chỉ thực hiện theo yêu cầu của bị cáo Hằng. Ba, về tình tiết tăng nặng có tổ chức tội phạm trong vụ án này là có 4 người cùng làm chung một công việc ở tại công ty Đại Nam, còn một người là khách mời nên quy mô không rõ ràng, tính chất đơn giản, không có chủ trương, không có công chỉ mục đích. Sự liên kết thực hiện tội phạm giữa các bị cáo là không chặt chẽ và hành động mang tính tự phát. Mối quan hệ giữa các bị cáo chủ yếu là dựa trên tình cảm bạn bè, dựa trên mối quan hệ giữa lãnh đạo, doanh nghiệp và nhân viên. Các bị cáo hành động sau khi có nhiều thông tin trên mạng xã hội của một số người đã công kích vào công ty Đại Nam, công kích vào buổi hành ngũ của bị cáo, gây nên bị cáo phải thực hiện nhiều lần livestream để phản ứng lại. Vấn đề thứ ba là liên quan tới các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo. Thứ nhất, về các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết 1 được quy định tại điểm F khoảng 1 điều 51. Theo kết luận điều tra và cáo trạng, lời khai của các bị cáo Hằng, Nhi, Hà và Tân có trong hồ sơ vụ án được xác định các thân chủ tôi là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Điều này được xem là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm F khoảng 1 điều 51 của Bộ luật hình sự. Tình tiết 2 được quy định tại điểm E khoảng 1 điều 51. Nguyên nhân phạm tội của các thân chủ tôi có một phần là do hành vi trái pháp luật của một số cá nhân đã xâm hại đến bị cáo. Đặc biệt là theo kết luận điều tra số 212 của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận bị can Đặng Thị Hằng Nghi đã sử dụng kênh YouTube và Facebook Đặng Thị Nhà Báo Hằng Nghi
hoặc là bị can Trần Văn Sĩ đã sử dụng phương thức luật sư Trần Văn Sĩ để đăng bài tổ chức nhiều buổi ghi hình, phát hình trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng, xâm hại lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Ở đây, theo cáo trạng thì ngày 3 tháng 9 năm 2021 là bị cáo Hằng livestream nói về bà Hằng Liên. Tuy nhiên thực tế thì vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 thì bà Hằng Liên đã lên Facebook nói về bà Nguyễn Phương Hằng. Từ đó đã tạo cơ sở để cho hai bên có việc đấu khẩu với nhau và dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay. Từ kết luận như trên, để có thể xác định rằng cơ sở là thân chủ tôi và bị cáo Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm đã phạm tội trong tình trạng bị kích động về mặt tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra, nên được xem là một tính tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm E khoản 1 điều 51. Tình tiết thứ 3 được quy định tại điểm V khoản 1 điều 51. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng là người tham gia thành lập quỹ từ thiện Hằng Hữu với mục đích và khuyến khích phát triển giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo giúp trẻ em bị bệnh tim, trẻ em nghèo, cung cấp oxy, găng tay, phòng chống dịch, chống Covid, được thành thưởng nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân Bình Dương, bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, kỷ niệm chương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có nhiều giấy khen và thư cảm ơn của nhiều cơ quan tổ chức khác. Bản thân bị cáo Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, là giám đốc điều hành của quỹ từ thiện Hằng Hữu, có nhiều điều hành hoạt động từ thiện, đóng góp rất nhiều tình cảm vật chất cho hàng ngàn trẻ em, hàng chục công trình có ý nghĩa từ đường xá, cầu cống, trường học, nhà thể dục thể thao, chùa chiền, v.v. Theo nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán số 01 năm 2020 của Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác là người đặt tận hưởng huy chương, bằng khen, bằng lao động sáng tạo hoặc có sáng chế văn minh thì được áp dụng theo tình tiết này. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng có cùng quan điểm với Tòa án Nhân dân tối cao, được đưa tại cổng thông tin điện tử của Viện Kiểm sát Nhân dân cao đã đòi rằng tình tiết là người phạm tội có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập, được công tác, được quy định tại điểm V khoản 1 điều 51 là được áp dụng theo như tinh thần tại nghị quyết 01 năm 2000 của Tòa án Nhân dân tối cao. Như vậy, trong tay tôi là có tập hồ sơ. Đây là bản sao kê của quỹ từ thiện Hằng Hữu đã có hơn 472 tỷ đồng hoạt động trong khoản từ thiện. Tất cả các con số này được viện dẫn trong tập tài liệu này. Đây là những tâm huyết, những tình cảm của bị cáo Nguyễn Phương Hằng dành cho hoạt động từ thiện của mình. Ngoài ra, với tư cách là tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần Đại Nam, đã tác động tới hội đồng quản trị của công ty cổ phần Đại Nam dành toàn bộ phần lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam cho hoạt động từ thiện. Đây là sự đóng góp vô bờ bến của bị cáo Nguyễn Phương Hằng trong các hoạt động từ thiện xã hội của mình. Do đó, tôi đề nghị hội đồng xét xử nên áp dụng tình tiết V khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự. Tình tiết 4 được quy định tại điểm T khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Hằng là người có đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đối với đối tượng Thái Văn Đường. Hiện nay, đối tượng Thái Văn Đường đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt xử lý theo quy định pháp luật. Trên tay tôi có vi bằng và thư được gửi cho Bộ Công an để yêu cầu xử lý đối với đối tượng Thái Văn Đường và chúng tôi cũng xin nộp cho Hội đồng xét xử xem xét. Mặt khác, xin hội đồng xét xử lưu ý, từ một số phát ngôn bị cáo Hằng như là yêu cầu các cá nhân công khai, minh bạch khi quyên góp tiền từ thiện, sự lên tiếng của bà Hằng như là sự đóng góp hơn thêm tiếng nói của người dân, từ đó
mà chính phủ đã ban hành nghị định 93 năm 2020 nói về công tác từ thiện, tiếp nhận, phân phối, sử dụng các nguồn đóng góp, trong đó có hoạt động của cá nhân thì cũng từ một phần nào đó sự đóng góp tiếng nói của bà Nguyễn Phương Hằng. Hoặc như khi bị cáo Hằng phản ánh về tệ nạn quảng cáo thực phẩm chức năng, thuốc men trên mạng xã hội tràn lan ảnh hưởng tới sức khỏe chung của người dân, thì Thủ tướng Chính phủ thời điểm đó cũng có sự chỉ đạo của việc rà soát các quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội, đặc biệt là đối với các nghệ sĩ tham gia quảng cáo. Hoặc hoạt động mê tín dị đoan, từ thiện cũng được các cơ quan chính quyền xử lý kịp thời, cụ thể là báo Nhân dân điện tử cũng đã có đăng tin về sự bất cập của công tác từ thiện quyên góp cá nhân với bài viết minh bạch trong hoạt động từ thiện được đăng vào ngày 10 tháng 9 năm 2021, tác giả là Thành Nam. Tôi cũng xin cung cấp cho hội đồng xét xử đây là bài viết được đăng trên báo Nhân dân điện tử về công tác từ thiện mà tôi đã thu thập được. Như vậy, đây là cơ sở để xác định thân chủ tôi là bị cáo Nguyễn Phương Hằng cũng được hưởng tình tiết giảm nhẹ, là người phạm tội tích cực giúp đỡ cho các cơ quan có trách nhiệm phát hiện và điều tra tội phạm được quy định tại điểm T khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự tình tiết 5 được quy định tại điểm B khoản 1 điều 51. Hiện tại thân chủ tôi đã có các đơn nộp trực tiếp cho hội đồng xét xử trước ngày xét xử, đơn đề nghị khắc phục hậu quả, gửi đến tòa án để xin tự nguyện nộp một khoản tiền để khắc phục các hậu quả nếu như có xảy ra. Tại phiên tòa hôm nay, các đương sự đã rút đi yêu cầu bồi thường thiệt hại về mặt vật chất. Tuy nhiên, viện kiểm sát cũng có đề nghị là xem xét tới phần bồi thường về mặt tinh thần. Trong đó là bị cáo Nguyễn Phương Hằng là có trách nhiệm cao hơn so với các bị cáo khác. Vậy đây là một cơ sở mà thân chủ tôi đã có nguyện vọng với tinh thần là tự nguyện, tự giác đã nộp đơn cho tòa trước khi xét xử đề nghị được hưởng cái tình tiết giảm nhẹ này bằng cách khắc phục hậu quả. Đây là một sự ý thức từ trong nhận thức của bị cáo, của các bị cáo Hằng, bị cáo Nhi, bị cáo Hà, bị cáo Tân. Đây là sự nhận thức từ đáy lòng của bị cáo trước khi phiên tòa xét xử, và nó cũng phù hợp với cái đề nghị của viện kiểm sát ngày hôm nay. Do đó, đề nghị hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bị cáo được nộp một khoản tiền để khắc phục hậu quả theo như lời đề nghị của viện kiểm sát, và việc khắc phục này xảy ra trước khi hội đồng xét xử nghị án. Như vậy, tôi đề nghị hội đồng xét xử tạo điều kiện và áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là điểm B khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự. Về các tình tiết giảm nhẹ khác ở khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Kính thưa hội đồng xét xử, kính thưa đại diện viện kiểm sát, kính thưa các luật sư đồng nghiệp. Các bị cáo tôi là có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, chưa có tiền án, tiền sự, chấp hành tốt chính sách pháp luật tại địa phương. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Tê Thị Thu Hà, Quỳnh Công Tân có nơi cư trú rõ ràng, có nơi làm việc ổn định, được cơ quan các tổ chức giám sát giáo dục. Trong đó, bị cáo Nhi có hai con và con nhỏ là sinh năm 2020, bị cáo là trụ cột của gia đình. Đối với bị cáo Hà, bị cáo Hà lại là người mẹ đơn thân, đã ly hôn từ năm 2017 đến nay và tự mình đang nuôi con. Đối với bị cáo Tân thì hoàn cảnh cũng rất khó khăn, neo đơn. Anh ruột của bị cáo vừa mới mất, hiện nay bị cáo chính là người duy nhất trong gia đình để chăm lo. Các bị cáo Nhi, Hà và Tân hiện nay đều đang công tác và lao động ổn định tại doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Đại Nam. Công ty Cổ phần Đại Nam, nơi các bị cáo đang làm việc, cũng có văn bản được xin bảo lãnh và được đề nghị cho các bị cáo hưởng một mức án thấp nhất có thể. Đây là thư bảo lãnh
và các cái văn bản hợp đồng lao động và đơn đề nghị được hưởng án thấp nhất của công ty cổ phần Đại Nam gửi đến hội đồng xét xử. Đặc biệt trong đó có bị cáo Huỳnh Công Tân đã gửi kèm thêm về các thành tích lao động của mình trong kỳ vừa qua. Các bị cáo Nhi, Hà và Tân đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình nên cần được tiếp tục lao động nhưng vẫn được chấp hành hình phạt. Thưa hội đồng xét xử, đối với việc bồi thường về vật chất thì tôi như trình bày là hiện nay là các đương sự đã rút hết tất cả các yêu cầu, và đối với riêng trường hợp của việc của người có quyền lợi như người liên quan là Trương Thị Lan thì viện kiểm sát cũng đã bác yêu cầu, thì tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là bác yêu cầu này. Như vậy, đối với bị cáo Hằng là một bị cáo là một doanh nghiệp, doanh nhân thường xuyên có nhiều hoạt động từ thiện, quỹ từ thiện Hằng Hữu đã cung cấp số liệu lên đến 472 tỷ đồng. Rất nhiều bệnh viện, trường học, hội chữ thập đỏ đã nhận được sự tài trợ của quỹ Hằng Hữu. Bằng sự điều hành kịp thời của bà Hằng với tư cách là giám đốc quỹ Hằng Hữu thì hàng ngàn trẻ em đã được mổ tim, mổ não uống thủy. Với tư cách là giám đốc điều hành công ty Đại Nam thì bà đã chỉ đạo cho hội đồng quản trị thực hiện việc nhiều thiện nguyện. Từ những đó trên mà Đại học Apollo đã trao cho bà Nguyễn Phương Hằng học hàm giáo sư danh dự. Từ đó bà đã tổ chức nhiều show nói chuyện về giới nữ, về đời sống của gia đình, của xã hội. Rồi đó bà cũng giới thiệu về quỹ từ thiện Hằng Hữu, quỹ mổ tim và đến rất nhiều ca bệnh đã được giúp đỡ từ quỹ Hằng Hữu của bà. Chỉ vì không kiềm chế được bản thân, muốn cho nhân dân cảnh giác được việc tiền bị mất thật lại mang, không bị mộng mị trước những hành động mê tín dị đoan, nên bị cáo đã có những phát ngôn vượt quá giới hạn cho phép, vi phạm pháp luật. 18 tháng qua, bị cáo bị tạm giữ trong trại giam. Bị cáo đã thấu hiểu được những hành vi vi phạm của mình. Thời gian đó đã đủ cho bị cáo nhận thức về hành vi của mình. Theo như tài liệu có trong hồ sơ vụ án, tại đơn được xét ngày 27 tháng 4 năm 2003 ở quốc lộ 326, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã biết tôi nhận thấy có những hành vi của tôi vi phạm pháp luật, tôi vô cùng ân hận. Vì vậy, tôi xin lỗi đảng và nhà nước và các cấp chính quyền. Tôi mong các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giảm hình phạt để tôi có cơ hội sớm về với gia đình. Sự phấn đấu để thành công dân tốt, để có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội, đó là đặc biệt là cho quỹ Hằng Hữu. Như vậy, tôi đã thay mặt cho bị cáo nói lên cái lời xin lỗi của bị cáo đối với đảng, nhà nước, các chính quyền vì những hành vi của bị cáo trong thời gian qua. Từ các phân tích trên, tôi đề nghị và kính mong hội đồng xét xử xem xét và viện kiểm sát cũng có ý kiến về mức hình phạt cho các thân chủ của tôi như sau. Áp dụng điểm B, điểm E, điểm F, điểm T, điểm V, khoảng 1, điều 51, điểm A, điểm G, khoảng 1, điều 52, điều 54, điều 58, bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Hằng bằng thời gian tạm giam mà bị cáo đã chịu trong 18 tháng qua. Với mức hình phạt này là quá đủ cho bị cáo nhận thức được hành vi của mình. Áp dụng điểm P, điểm E, điểm S khoảng 1 điều 51, điểm A, điểm G khoảng 1 điều 52, điều 54, điều 58, điều 65 của bộ luật hình sự, xử phạt cho các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Nguyễn Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân ở các bị cáo này bởi đủ điều kiện áp dụng theo nghị quyết 01/2002 được hưởng án treo để đảm bảo sự đóng góp của các bị cáo và tạo cho các bị cáo có thêm cơ hội được về với gia đình, được chăm sóc gia đình và cống hiến cho xã hội. Như vậy, tôi vừa trình bày quan điểm
bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bị cáo. Trong đó đề nghị tuyên mức án đối với bị cáo Nguyễn Tấn Hằng bằng thời gian tạm giam và ba bị cáo còn lại với mức án được hưởng án treo. Xin cảm ơn hội đồng xét xử đã nghe. Xin cảm ơn viện kiểm sát. Xin cảm ơn các luật sư đồng nghiệp. Phúc Tài Chính sẽ cầm và giới thiệu cho cô chú anh chị. Đây là một loại hộp này. Đây là một loại hộp nữa. Đây cũng là đều là loại hộp táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Và có tất cả là bốn loại táo đỏ như này. Đây, bốn loại táo đỏ. Đây, táo đỏ này nữa. Đây. Bốn loại táo đỏ này thì đều bằng giá tiền nhau. Và liệu cô chú anh chị là cái táo đỏ Hàn Quốc thì có tính giữ nhiệt này, giàu chất dinh dưỡng và bổ giúp là bổ sung khí huyết này, bổ não, phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp táo đỏ cô chú anh chị cùng xem nhé. Đây, đây là một hộp táo đỏ Hàn Quốc này. Nó sẽ giúp bổ máu an thần, trị mất ngủ, dùng để sắc thuốc này, hoặc là để ăn liền, hoặc là để nấu chè nữa. Nó sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và tăng cường trí nhớ này. Và táo đỏ là được nuôi trồng và sản xuất trong môi trường thuận lợi, được kiểm tra kỹ lưỡng. Và đây là táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Táo đỏ này thì sẽ là một cân cô chú anh chị nhé. Đây, một cân táo đỏ như thế này. Và có tất cả là bốn loại, cô chú anh chị thích cái loại hộp nào thì có thể là đặt mua cái loại hộp đấy. Đây là một hộp táo đỏ này rất là xịn, chúng ta có thể là vừa ăn thưởng thức bồi bổ sức khỏe, hoặc là có thể đem đi biếu. Hôm nay có một cái deal rất là hời về táo đỏ này và Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị nhé. Thì một cái hộp táo đỏ này sẽ có giá là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm cô chú anh chị nhé. Tặng một kẹo sâm 45.000. Đây là một cái deal rất là hời trong ngày hôm nay. Cô chú anh chị và các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nhé. Bốn loại táo đỏ này thì đều đồng giá cô chú anh chị nhé. Hai hộp táo đỏ thì đều cũng có giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Có một hộp táo đỏ thì sẽ là một cân cô chú anh chị nhé. Đây, hai hộp táo đỏ này nữa cũng đều đồng giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Thì với tùy từng nhu cầu và cô chú anh chị thích những cái loại hộp nào thì có thể đặt mua cái loại hộp đấy. Đây, hộp táo đỏ này cũng là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm 45.000. Hộp táo đỏ này cũng thế, cũng là 165.000 và được tặng một gói kẹo sâm 45.000 của chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị muốn mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374590012 để Phúc Tài Chính sẽ gửi những cái mặt hàng, những cái deal hấp dẫn này đến cô chú anh chị và các bạn nha. Kem đánh răng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Bốn loại kem đánh răng Median 93% của Hàn Quốc. Đây là cái loại kem đánh răng mà chúng rất là thích. Khi mà đã dùng rồi thì chúng ta không thích dùng những cái loại kem đánh răng thông thường nữa đâu. Thì ở đây có tất cả là bốn màu tượng trưng cho bốn công dụng này. Đầu tiên là màu trắng này. Màu trắng thì sẽ có tác dụng là trắng răng của chú anh chị nhé. Tiếp theo là màu xanh ngọc này thì sẽ có tác dụng là nếu như ai mà bị hay bị viêm lợi, nhiệt miệng, viêm nướu ấy, thì sử dụng cái này nó sẽ giảm đi những cái bệnh về răng miệng. Tiếp theo là màu đỏ là sẽ giúp chống hôi miệng của chú anh chị nhé. Đặc biệt là các anh hay các chú mà hút thuốc lào hay hút thuốc lá thì cái miệng nhiều khi là nó bị ám mùi thuốc và nó hôi, thì chúng ta có thể sử dụng cái kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc màu đỏ này để loại bỏ những cái mùi hôi đấy. Tiếp theo là cái màu xanh dương này, thì trong quá trình mà chúng ta ăn uống thì hay có những cái mảng báng trên răng và lâu dần nó thành cao răng ấy, thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái màu xanh dương này để loại bỏ các mảng bám. Có cái kem đánh răng Median 93% thì sẽ là 55.000 bán lẻ cô chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc thì cái giá combo cho 4 kem đánh răng chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 cho 4 kem đánh răng, bình thường mua lẻ thì sẽ là 55.000 và mua 4 cái thì nó sẽ là 220.000 đấy. Thì khi mua 4 kem đánh răng thì cái giá nó chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 không những thế thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh 50.000 của chú anh chị nhé. Sẽ được tặng một tuýp dầu lạnh như thế này của chú anh chị nhé. Những ai mà bị đau ví dụ bả vai này, đấy, đầu gối này hay là lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh này để chúng ta bôi thì giảm cơn đau. 4 kem đánh răng Median 93% thì cái giá chỉ là 190.000 và sẽ được tặng một dầu lạnh của chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng được tặng một dầu lạnh 50.000. Nên là cái deal này cực kỳ hời luôn. Mọi người có thể comment inbox cho Phúc để sử dụng được cái deal này nhá. Đầu tiên giới thiệu đến cô chú anh chị, trên tay của Phúc Tài Chính đang chính là dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc.
thì đây đều là thành phần thảo dược thiên nhiên, ví dụ như là tinh dầu ô lưu này, nhân sâm này, linh chi này. Thì tác dụng của cái dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc này ấy, thì sẽ có công dụng là làm đen tóc này một cách rất là tự nhiên và bền màu, không gây hư tổn cho tóc và không ảnh hưởng đến da đầu, và trị sạch gầu và dưỡng ẩm tóc nữa. Đặc biệt nó sẽ giúp là phục hồi tóc yếu và ngăn ngừa rụng tóc, và nó sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng, cô chú anh chị nhé. Đây là dầu gội thảo dược nhuộm đen tóc thì sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng. Thì khi nào mà ra tóc mới thì chúng ta mới cần nhuộm tiếp. Thì cái hướng dẫn sử dụng ấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm ẩm tóc này, sau đó là chúng ta sẽ đeo găng tay vào. Thì Phúc Tài Chính sẽ chuẩn bị cái găng tay này cho cô chú anh chị nhé. Làm ẩm tóc, sau đó đeo găng tay vào, sau đó là chúng ta sẽ lấy cái dầu gội thảo dược ở trong này ra, bôi đều lên tóc và sau đó sẽ mát xa da đầu tầm khoảng độ 5 phút. Và sau đó sẽ để như vậy tầm khoảng từ 20 đến 30 phút để cho dầu gội thảo dược này nó ngấm vào tóc. Sau đó tầm khoảng 20 đến 30 phút thì chúng ta sẽ xả lại với nước sạch. Thì khi đấy tóc của chúng ta sẽ thành màu đen và đen rất là đều và có hiệu quả ngay lần đầu tiên sử dụng. Thì với một dây thảo dược nhuộm đen tóc Hàn Quốc này thì sẽ là 58.000 một dây của chú anh chị nhé. 58.000 một dây, và một dây thì bên Phúc Tài Chính cũng bán mọi người nhé. Thì 58.000 một dây, và khi mà mua một dây dầu gội thảo dược nhuộm tóc ở đây sẽ là 10 gói này. Mua 10 gói này thì sẽ được tặng một gói này mọi người nhé. Sẽ được tặng một gói on mọi người nhé. Đây là sữa tắm on này. Thì đây là sữa tắm nước hoa nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và công dụng của nó sẽ lấy sạch bụi bẩn này, tẩy da chết này, trắng da, loại bỏ nám đen và ngăn ngừa lão hóa này, cung cấp cho cái làn da độ ẩm, sự căng mịn này, và ngăn ngừa, đặc biệt là ngăn ngừa trứng cá, ngăn ngừa mụn nhọt và mẩn ngứa. Và cái hương nước hoa này nó sẽ lưu giữ đến 12 tiếng. Đây là loại sữa tắm, vừa là sữa tắm mà vừa kết hợp cả nước hoa nữa, nên là sẽ có cái mùi hương nó lưu lại lâu hơn so với những cái sữa tắm thông thường. Sau một ngày dài chúng ta làm việc thì về đến nhà chúng ta vẫn thơm và thoang thoảng, tự tin hơn trong quá trình giao tiếp và làm việc. Thì một chai sữa tắm nước hoa này sẽ có giá là 250.000 cho một chai 900g của chú anh chị nhé. Và đặc biệt từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 thì khi mua một chai sữa tắm nước hoa on của Hàn Quốc thì cái giá của nó bạn chỉ cần trả là 195.000 thôi. 195.000 cho một chai sữa tắm nước hoa on Hàn Quốc. Và khi bạn mua một chai sữa tắm nước hoa on Hàn Quốc 195.000 này thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh. Tặng ngay một tuýp dầu lạnh. Đây là cái dầu xoa bóp mọi người nhé. Nhưng dầu xoa bóp ví dụ như chúng ta đau nhức ở đâu thì chúng ta xoa bóp ở đấy thì nó sẽ giảm cơn đau. Đặc biệt là đau nhức lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh để xoa bóp. 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 khi mua một chai sữa tắm nước hoa on thì cái giá chỉ là 195.000 và được tặng một tuýp dầu lạnh trị giá 50.000 của chú anh chị nhé. Mọi người có thể comment, có thể inbox cho Phúc để đặt mua cái sản phẩm này nha. Giới thiệu đến cô chú, anh chị và các bạn cặp dầu gội xả Rio nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, cô chú anh chị nhé. Đây là một sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền hiện đại, hoàn toàn sử dụng thành phần nguyên liệu từ thảo dược phương Đông, giúp làm sạch tóc này, phục hồi tóc hư tổn, giảm gãy rụng, giảm gầu, kích thích mọc tóc cho cái da đầu chúng ta khỏe mạnh hơn. Và cái thành phần trong này sẽ là gồm thành phần nhân sâm, trà xanh, giúp nuôi dưỡng và chăm sóc từng tế bào nang tóc. Ở đây thì Phúc Tài Chính có tất cả là 3 cặp dầu gội Rio và đều có công dụng đặc trị khác nhau. Ví dụ như cặp màu đỏ này chuyên dụng cho tóc khô sơ, hư tổn, chiết xuất từ tinh dầu, hoa trà, lựu đỏ giúp cho tóc mềm mượt hơn. Tiếp theo là cặp màu nâu dành cho tóc mỏng yếu, dễ gãy rụng, làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe từ tận bên trong chân tóc và giúp tóc bóng khỏe, kích thích mọc tóc. Đấy là tác dụng của cặp màu nâu của chú anh chị nhé. Tiếp theo là cặp màu xanh lá này thì sẽ dành cho những ai bị tóc dầu này, nhiều gầu này. Nó sẽ giúp làm sạch sâu và xử lý tóc gầu, giảm gầu, bong tróc gầu da đầu. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một cặp dầu gội xả Rio nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá sẽ là 365.000. Và bên cạnh đấy cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một xà bông thảo dược với giá là 75.000 cô chú anh chị nhé. Xà bông thảo dược này sẽ có hai loại: mướp đắng tràm trà hoặc là mật ong và nghệ. Thì cô chú anh chị thích cái mùi hương nào thì có thể bảo Phúc. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị là sữa rửa mặt COSX nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Một hộp này sẽ là 150ml. Và đây là sản phẩm chiết xuất thiên nhiên, làm sạch da mà không bị khô căng. Nó sẽ giúp loại bỏ bã nhờn, bụi bẩn, dầu thừa, giúp cho lỗ chân lông ngày càng thông thoáng và ngăn ngừa mụn phát sinh.
Đặc biệt sản phẩm này nó sẽ giúp tẩy nhẹ tế bào da chết này, nó sẽ giúp kiềm dầu, se khít lỗ chân lông và cấp ẩm cho cái làn da của chúng ta ngày càng mềm mịn và mịn màng hơn. Ngày hôm nay có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị mua một sữa rửa mặt Code X 150ml nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc này thì cái giá là 220.000. Và cô chú sẽ được tặng ngay một tẩy da chết Arahan nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 120.000 cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374590012 để được nhận những cái mặt hàng này nha. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn lăn nách cao cấp Hàn Quốc thương hiệu Stealthy. Đây không phải là lăn nách thông thường mà là lăn nách cao cấp, cam kết là hết hôi, hết ra mùi hôi nách. Đây là được mệnh danh là một sản phẩm ngăn tiết mồ hôi số 1 Hàn Quốc, là vị cứu tinh cho rất nhiều bạn với nỗi lo về mùi hôi cánh. Đây là dòng lăn khử mùi đầu tiên được khuyên dùng rộng rãi tại Hàn. Công dụng nó sẽ khử mùi tuyệt đối và ngăn mồ hôi ngay lần đầu sử dụng và sẽ giúp loại bỏ thâm nách, giúp chúng ta thêm tự tin hơn. Đặc biệt là nó sẽ ngăn tiết mồ hôi tối đa. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời khi cô chú anh chị mua một cái lăn nách nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Stifil này với cái giá là 350.000. Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một xà bông tắm thảo mộc với giá là 75.000 cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị muốn mua cái deal này thì hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374590012 nha. Đây là cái can, cái nước lau sàn quế này là 1 lít này. Sản phẩm hữu cơ rất tốt cho sức khỏe, đánh bay vết bẩn này, khử mùi nấm mốc trên mọi bề mặt, xua đuổi côn trùng. Và cái mùi quế rất là nhẹ nhàng và tự nhiên, nó sẽ đuổi được những côn trùng và nó sẽ giúp khô thoáng bề mặt và không nhờn và không rít và không bào mòn chất liệu này. Thì cô chú anh chị và các bạn là cứ nhích nước chúng ta, mỗi một lần cái xô chúng ta bôi, chúng ta có thể cho 2-3 nắp, nhờ cái xô to có thể cho 5 cái nắp nước lau sàn quế này vào thì nó sẽ đánh bay vết bẩn này, khử mùi nấm mốc trên bề mặt và xua đuổi côn trùng rất là tốt. Hay đặc biệt là nhà có trẻ em ấy, hay bỏ ở sàn nhà thì cái này nó sẽ diệt được các vi khuẩn. Thì một chai 1 lít này sẽ có giá là 100.000 đồng của chú anh chị nhé. 100.000 đồng cho một cái chai nước lau sàn quế này. Quà tặng sẽ là một combo rong biển 25.000 của chú anh chị nhé. Khi mua một nước lau sàn quế 1 lít 100.000 đồng thì sẽ được tặng một combo rong biển 25.000 đồng. Thì cái rong biển này ăn với cơm rất là ngon, trẻ con rất là thích luôn đấy. Thì mọi người có thể liên hệ với Phúc để sở hữu cái combo này nhá. Mua một chai nước lau sàn quế 1 lít sẽ được tặng ngay một combo rong biển 25.000 đồng. Sấy khô là một trong những cái loại chế phẩm từ rong biển tự nhiên kết hợp với nhiều loại hương vị khác nhau, được yêu thích bởi hương vị đậm đà, kết hợp ăn kèm với nhiều món ăn khác nhau. Ngoài ra rong biển sấy khô cùng đem đến những cái công dụng rất là tốt cho sức khỏe nữa, phải độc giảm béo và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Thì với cái rong biển sấy khô này thì các em mà ăn với cơm hay ngay cả người lớn chúng ta mà ăn với cơm ấy thì rất là ngon, rất là kích thích cảm giác thèm ăn và ăn được rất nhiều cơm đấy. Thì cô chú anh chị nào mà muốn tăng cân thì có thể ăn cái rong biển này, hay là mong muốn cái bữa cơm của chúng ta có nhiều vị và ăn ngon miệng hơn thì có thể ăn với cái rong biển ăn liền Hàn Quốc này. Và ngày hôm nay thì Phúc giới thiệu đến cô chú một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua combo 3 gói rong biển với giá là 84.000 thì sẽ được tặng ngay một combo rong biển với giá là 28.000 cô chú anh chị nhé. Mua 3 tặng 1, cái deal rất là hời của chú anh chị ạ. Mọi người muốn mua có thể là gọi điện nhắn tin cho Phúc qua số điện thoại 0374590012 hoặc là inbox cho Phúc nha. Về phí giao hàng, ship hàng thì cô chú yên tâm là bên Phúc Tài Chính phí ship cực kỳ thấp. Với những cái đơn hàng ở trong Hà Nội thì phí ship chỉ là 10.000 đồng thôi. Còn tất cả các tỉnh khác thì phí ship sẽ là 15.000 đồng. Đây là phí ship cực kỳ thấp gửi tới cô chú, anh chị và các bạn. Và cô chú, anh chị và các bạn muốn mua những mặt hàng nào, hãy gọi điện cho Phúc đến số điện thoại 0374590012. Số điện thoại này thì có Zalo, cô chú anh chị và các bạn có thể tìm Zalo theo cái số điện thoại này để liên hệ với Phúc nha. Và trong cái quá trình giao hàng và nhận hàng, có bất kỳ những cái sơ suất hay những cái lỗi nào thì bên Phúc Tài Chính sẽ chịu trách nhiệm và hỗ trợ giải quyết nhanh chóng, nên cô chú anh chị và các bạn yên tâm nha. Nếu nhận hàng cô chú anh chị cảm thấy chưa hài lòng thì Phúc Tài Chính sẽ hoàn lại 100% tiền hàng đến với cô chú anh chị và các bạn. Và khi nhận hàng thì cô chú anh chị và các bạn có thể bảo ship cho xem hàng trước, trước khi trả tiền cô chú anh chị nhé, để đảm bảo chất lượng hàng đến tay cô chú anh chị được tốt nhất. Và cô chú anh chị và các bạn hãy nhấc máy điện thoại lên, gọi đến số 0374 590012 để sở hữu những mặt hàng này nha. Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều.